Thưa quý vị, thêm một vụ việc công dân chết khi bị cơ quan công an giam giữ và lý do mà lực lượng chức năng đưa ra là nạn nhân tự tử chết. Tin nhận được cho biết người chết là công dân Nguyễn Hữu Tuấn, 38 tuổi, ngụ tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ông bị lực lượng chức năng chừng 200 người thuộc công an thị xã Bình Minh và công an tỉnh Vĩnh Long đến khám xét nhà và bắt đi vào chiều ngày 2 tháng 5. Lý do được cơ quan chức năng nói vì nghi ông Nguyễn Hữu Tấn có hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào 11 giờ trưa ngày 3 tháng 5, gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn đến Công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm tin tức người thân và được công an báo là ông Nguyễn Hữu Tấn đã cắt cổ tự sát chết rồi. Đến 6 giờ chiều ngày 3 tháng 5, công an chở xác ông Nguyễn Hữu Tấn về giao cho gia đình. Ông Nguyễn Hữu Quân, thân phụ của anh Nguyễn Hữu Tấn, vào khuya ngày 3 tháng 5 nói với Đài Á Châu Tự Do rằng bản thân ông không tin con trai ông cắt cổ tự vẫn với lập luận sau. Khoảng 11 giờ trưa ngày hôm sau, trước sau có một bữa một thì báo là con tôi cắt cổ tự vẫn. Nhưng mà cắt cổ gì cái đầu móp lủng một lỗ rồi cắt cổ gì mà con tôi đâu có cắt hết trơn luôn, cũng họng cắt vòng vòng hết trơn chỉ còn ở phía sau con chút. Nếu mà nó tự dẫn thì đâu có lủng lỗ đầu, rồi lại có cắt hết trơn lìa luôn, cũng họng hở ra, gom lên thấy là hở ra chừng khoảng 5-6 phân. Còn máu một dũng như nằm dưới gạch đó mà máu văng tung té hết trơn. Tôi thấy tôi xỉu luôn cô. Cái này tôi nhờ chính quyền ở đây phải làm rõ vụ này, nếu không tôi không có đồng ý. Trong khi đó, mạng báo ZingVN vào ngày 4 tháng 5 trích lời Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, rằng ông Nguyễn Hữu Tấn đã dùng dao rọc giấy để tự sát trong trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Dao rọc giấy này được nói nằm trong cặp riêng của cán bộ điều tra, và ông Tấn lấy khi người cán bộ này ra ngoài để lấy nước uống cho ông Tấn theo yêu cầu. Đại tá Phạm Văn Ngân nói vụ việc có camera ghi lại, tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, ông Nguyễn Hữu Tấn chết đi để lại một vợ và một con trai. Gia đình ông là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, còn người cha Nguyễn Hữu Quân là cư sĩ tu học theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trước khi qua đời, ông Nguyễn Hữu Tấn mưu sinh bằng nghề bán các món ăn chay.